Xin chào các bạn, hôm nay blog trị bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại thuốc Apizone, thành phần Omeprazole, phân nhóm thuốc kháng axit chống trào ngược. Thuốc Apizone thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, được chỉ định dùng trong các trường hợp loét dạ dày tiến triển, viêm thực quản do hồi lưu dạ dày thực quản và hội chứng Zollinger. Ellison, thuốc Apizone thương hiệu đã đăng ký bảo hộ cũng được dùng kết hợp với thuốc kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn H. pylori gây nhiễm trùng dạ dày, một số tác dụng khác của thuốc không được liệt kê trên nhãn thuốc đã được phê duyệt. Bác sĩ có thể chỉ định bạn dùng, bạn chỉ sử dụng thuốc này để điều trị một số bệnh lý khác khi có chỉ định của bác sĩ. Liều dùng, những thông tin được cung cấp không thể thay thế cho lời khuyên của các chuyên viên y tế. Bạn hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi quyết định dùng thuốc. Liều dùng thuốc Apizone thương hiệu đã đăng ký bảo hộ cho người lớn như thế nào? Liều thông thường cho người lớn bị loét tá tràng tiến triển, bạn dùng 20mg một ngày, điều trị trong 2-4 tuần. Liều thông thường cho người lớn dùng để điều trị hội chứng Zollinger-Ellison, liều ban đầu bạn dùng 60mg lần một ngày, liều dùng trên 80mg một ngày bạn phải chia ra và uống làm 2 lần trong ngày. Liều thông thường cho người lớn dùng bị viêm thực quản do hồi lưu dạ dày thực quản bạn dùng 20mg một ngày. Điều trị trong 4 tuần, tùy theo kết quả nội soi, bạn có thể có đợt điều trị thứ 2, được chỉ định trong 4 tuần lễ. Với liều lượng thuốc như trên, liều dùng thuốc Apizone thương hiệu đã đăng ký bảo hộ cho trẻ em như thế nào, bạn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi cho trẻ dùng thuốc. Cách dùng, bạn nên dùng thuốc Apizone thương hiệu đã đăng ký bảo hộ như thế nào, bạn nên sử dụng Apizone thương hiệu đã đăng ký bảo hộ đúng theo chỉ dẫn trên nhãn hoặc theo chỉ định của bác sĩ. Không sử dụng với lượng lớn hơn, nhỏ hơn hoặc lâu hơn so với chỉ định, bạn nên uống thuốc Apizone thương hiệu đã đăng ký bảo hộ sau khi ăn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình sử dụng thuốc, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ. Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều, trong trường hợp khẩn cấp hoặc quá liều? Bạn hãy gọi ngay cho trung tâm cấp cứu 115 hoặc đến trạm y tế địa phương gần nhất. Ngoài ra, bạn cần ghi lại và mang theo danh sách những loại thuốc đã dùng, bao gồm cả thuốc kê toa và thuốc không kê toa. Bạn nên làm gì nếu quên một liều? Nếu bạn quên dùng một liều thuốc, hãy dùng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nếu gần với liều kế tiếp, bạn hãy bỏ qua liều đã quên và dùng liều kế tiếp vào thời điểm như kế hoạch. Bạn không nên dùng gấp đôi liều đã quy định. Tác dụng phụ, bạn sẽ gặp tác dụng phụ nào khi dùng thuốc Apizone thương hiệu đã đăng ký bảo hộ? Bạn có thể gặp một số tác dụng phụ thường gặp khi dùng thuốc Apizone thương hiệu đã đăng ký bảo hộ như nhức đầu, buồn ngủ, chóng mặt, buồn nôn, nôn, đau bụng, táo bón, chướng bụng. Một số tác dụng phụ ít gặp khác bạn cũng có thể gặp như mất ngủ, rối loạn cảm giác, chóng mặt, mệt mỏi, nổi mề đay, ngứa, nổi ban, tăng tạm thời transaminase. Bạn hãy thông báo với bác sĩ ngay nếu gặp phải bất kỳ triệu chứng hiếm gặp nào như đổ mồ hôi, phù ngoại biên, quá mẫn bao gồm phù mạch, xuất phản vệ, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, giảm toàn bộ các tế bào máu, ngoại biên, mất bạch cầu, hạt lú lẫn có hồi phục, kích động, trầm cảm, ảo giác ở người bệnh cao tuổi và đặc biệt là ở người bệnh nặng, rối loạn thính giác, vú to ở đàn ông, viêm dạ dày, nhiễm nấm candida, khô miệng, viêm gan, vàng da hoặc không vàng da, bệnh não ở người suy gan, co thắt phế quản, đau khớp, đau cơ, viêm thận kẽ. Đây không phải là danh mục đầy đủ tất cả các tác dụng phụ và có thể xảy ra những tác dụng phụ khác. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tác dụng phụ, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ. Thận trọng, cảnh báo, trước khi dùng thuốc Apizone thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, bạn nên lưu ý những gì trước khi dùng thuốc? Bạn nên báo với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Bạn đang dùng những thuốc khác bao gồm thuốc được kê toa, không kê toa, thảo dược và thực phẩm chức năng. Bạn đang hoặc đã từng mắc các bệnh lý như bệnh tim, như suy tim, nhịp tim bất thường, bệnh gan. Nồng độ magie trong máu thấp, thành phần Omeprazole có trong thuốc khiến các vi khuẩn trong dạ dày phát triển dễ dàng do sự giảm dung tích và tính axit của dịch vị. Các nghiên cứu độc tính trên súc vật cho biết có những u bướu dạ dày dạng ung thư đã được phát hiện trên một loài vật khi dùng Omeprazole liều cao trong thời gian dài. Bạn cần được theo dõi, đặc biệt nếu có dùng diazepam, phenytoin nếu cần giảm liều lượng, theophylline, các kháng vitamin K nếu dùng đồng thời với warfarin, phải giảm liều lượng. Những điều bạn cần lưu ý khi dùng thuốc Apizone thương hiệu đã đăng ký bảo hộ trong trường hợp đặc biệt mang thai, cho con bú, phẫu thuật. Đối với phụ nữ có thai chấm TUI không thấy thuốc có khả năng gây dị dạng và gây độc với bào thai, nhưng bạn không nên dùng thuốc nếu mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu. Đối với phụ nữ đang cho con bú, thuốc này có thể đi vào sữa mẹ, do đó bạn cần cẩn trọng khi dùng thuốc nếu cho con bú. Tương tác thuốc, thuốc Apizone thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có thể tương tác với những thuốc nào? Thuốc Apizone thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có thể làm thay đổi khả năng hoạt động của thuốc khác mà bạn đang dùng hoặc gia tăng ảnh hưởng của các tác dụng phụ. Để tránh tình trạng tương tác thuốc, tốt nhất là bạn viết một danh sách những thuốc đang dùng, bao gồm thuốc được kê toa,
không kê toa, thảo dược, thực phẩm chức năng và cho bác sĩ hoặc dược sĩ xem để đảm bảo an toàn khi dùng thuốc. Bạn không tự ý dùng thuốc, ngưng hoặc thay đổi liều lượng của thuốc mà không có sự cho phép của bác sĩ. Thuốc Apizon thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có thể tương tác với một số sản phẩm như diazepam, phenytoin, warfarin. Bên cạnh đó, bạn nên uống các thuốc tác dụng cục bộ dạ dày ruột như magnesium hydroxide, aluminum hydroxide cách khoảng 2 giờ khi uống Apizon thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Apizon thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có thể tương tác với thực phẩm, đồ uống nào, thức ăn, rượu và thuốc lá có thể tương tác với vài loại thuốc nhất định. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về việc uống thuốc cùng thức ăn, rượu và thuốc lá, tình trạng sức khỏe nào ảnh hưởng đến thuốc Apizon thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Tình trạng sức khỏe của bạn có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng thuốc này, báo cho bác sĩ biết nếu bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Bảo quản thuốc, bạn nên bảo quản thuốc Apizon thương hiệu đã đăng ký bảo hộ như thế nào? Bạn nên bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ẩm và tránh ánh sáng, không bảo quản trong phòng tắm hoặc trong ngăn đá. Bạn nên nhớ rằng mỗi loại thuốc có thể có các phương pháp bảo quản khác nhau. Vì vậy, bạn nên đọc kỹ hướng dẫn bảo quản trên bao bì hoặc hỏi dược sĩ, giữ thuốc tránh xa tầm tay trẻ em và thú nuôi. Bạn không nên vứt thuốc vào toilet hoặc đường ống dẫn nước trừ khi có yêu cầu. Thay vì vậy, hãy vứt thuốc đúng cách khi thuốc quá hạn hoặc không thể sử dụng. Bạn có thể tham khảo ý kiến dược sĩ hoặc công ty xử lý rác thải địa phương về cách tiêu hủy thuốc an toàn. Dạng bào chế, Apizon thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có những dạng và hàm lượng nào? Apizon thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có ở dạng viên nén. Blog trị bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.